Nga răng bẫy ở Zaporizhia, Ukraine thất bại trên toàn tuyến Ukraine tiết lộ số người trốn nghĩa vụ quân sự trong năm 2023 Điện Kremlin sẽ tịch thu tài sản phương Tây nếu đóng băng 300 tỷ đô la Mỹ tài sản của Nga Israel hủy diệt trung tâm chỉ huy khổng lồ của Hamas dưới lòng đất duyệt khẩn cấp lô đạn pháo 155mm cùng thành phần liên quan cho Israel. Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của báo điện tử VTC News. Vừa rồi là những nội dung đáng chú ý có trong chương trình hôm nay, bây giờ sẽ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, theo tờ Asian Times, thất bại của quân đội Ukraine được ghi nhận gần như ở khắp mọi nơi dọc tiền tuyến. Theo hướng Zaporizhia, Ukraine thừa nhận Nga đã chiếm lại được 6,5 km vuông ở Rabotino, nơi mà Nga đã đặt bẫy khiến lực lượng Kiev đánh mất vùng này, chỉ trong vài ngày trong khi Ukraine đã cố gắng phản công trong nhiều tháng, với tổn thất lớn về binh sĩ và vũ khí trang bị hiện đại trước đó. Theo đánh giá, việc giữ vững những phòng tuyến này trong mùa đông sẽ khiến Ukraine phải chịu những tổn thất to lớn và vô nghĩa. Nga đã không kích lớn chưa từng có vào Ukraine với số lượng máy bay không người lái UAV và tên lửa lớn, nhắm vào các mục tiêu trên khắp Ukraine. Cuộc không kích của Nga càng làm gia tăng thiệt hại mà Ukraine phải hứng chịu sau một loạt thất bại trên tiền tuyến. Theo tờ Asia Times, lực lượng Nga đã buộc Ukraine rút quân khỏi Marinka, thị trấn chiến lược ở Donbass, trong khi tiếp tục tấn công vào các ngôi làng xung quanh Bakhmut, Adipka, quảng trường Bradley ở Zaporizhia. Theo hướng Zaporizhia, quân đội Nga đang đẩy lùi đội hình Kiev ở phía tây Rapotino. Ukraine đã cố gắng tấn công nhưng không thành công. Ukraine thừa nhận Nga đã chiếm lại được 6,5 km vuông ở Rapotino, nơi lực lượng Kiev cố gắng phản công trong nhiều tháng với tổn thất lớn về binh sĩ và vũ khí trang bị hiện đại nhưng nay bị mất chỉ trong vài ngày. Theo nhà phân tích Yuri Podolyaki, cuối cùng Ukraine cũng nhận ra cái bẫy của Nga ở Zaporizhia, đặc biệt là ở Rapotino, Novoprokoboka và Verbove và nhấn mạnh rằng tình hình phía Tây Rapotino rất nghiêm trọng. Tình trạng tương tự cũng xảy ra giữa Novo Prokoboka và Verbove. Việc duy trì lãnh thổ giữa hai ngôi làng này là rất khó khăn vì nó chống trải và khó cung cấp đạn dược. Những thành công trong cuộc phản công mùa hè của Ukraine thực chất chỉ là một cái bẫy chuột và việc giữ vững những phòng tuyến này trong mùa đông sẽ khiến họ phải chịu những tổn thất to lớn và vô nghĩa. Trong khi đó, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Valery Zaluzhny đã dự đoán Adipka sẽ thất thủ trong vài tháng tới lực lượng Ukraine hoặc sẽ phải rút lui sớm hơn, hoặc sẽ phải tiến hành một nhiệm vụ tự sát khi cố gắng chống cự trước các cuộc tấn công ác liệt của Nga. Các cuộc tấn công của Nga chủ yếu nhằm mục đích củng cố quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ đã giành được ở Ukraine. Kế hoạch của Nga là kiềm chế xung đột trên lãnh thổ Ukraine, đồng thời đẩy lùi dần quân đội của Kiev để hướng tới đạt được thỏa thuận và tránh đụng độ trực tiếp với NATO. Ngay cả trong bối cảnh có những hạn chế trên, theo Asia Times, quân đội Ukraine vẫn đang bị Nga đẩy lùi và có thể sụp đổ bất cứ lúc nào trong thời gian tới. Và hy vọng chiến thắng của Kiev cũng đang tắt dần trong bối cảnh thiếu sự hỗ trợ từ phương Tây, còn Nga thì đẩy mạnh các cuộc tấn công không ngừng nghỉ. Mùa đông năm ngoái, các cuộc giao tranh cao điểm đã diễn ra quanh Bakhmut. Mút. CNN dự đoán điều tương tự cũng sẽ xảy ra với Adipka trong vài tuần tới. CNN cho biết số tân binh ở Ukraine đã giảm đáng kể, những tổn thất trên tiền tuyến đã thực đi của quân đội Ukraine hàng chục nghìn binh sĩ giàu kinh nghiệm và sĩ quan cấp trung một số nhà phân tích hàng đầu cho rằng đã đến lúc phải đánh giá lại tình hình một cách sáng suốt. Họ thẳng thắn nhận định mục tiêu giành lại toàn bộ lãnh thổ của Ukraine là ngoài tầm với, đồng thời khuyến nghị Kiev chuyển sang thế phòng thủ trong năm 2024 để ngăn chặn tổn thất. Thưa quý vị, người phát ngôn Andrei của cơ quan biên giới nhà nước Ukraine đã thống kê các vụ bắt giữ những người trốn quân dịch trong năm 2023, có thêm khoảng 3.000 người Ukraine tìm cách vượt qua các trạm kiểm soát bằng cách xuất trình giấy tờ giả mạo như giấy miễn trừ y tế và giấy chứng nhận khuyết tật, một trong những điều kiện để họ không phải thực hiện nghĩa vụ quân sự. Theo kênh truyền hình RT, phát biểu trước các phóng viên ở Kiev, ông Andriy Demchenko, người phát ngôn của cơ quan biên giới nhà nước Ukraine, đã thống kê các vụ bắt giữ những người trốn quân dịch trong năm 2023 trong bối cảnh Ukraine chật vật với việc huy động quân thay thế cho những tổn thất trên chiến trường tổng cộng có 7.700 người tìm cách vượt biên trái phép qua rừng bị bắt giữ trong 11 tháng đầu năm nay. Ông Andriy chỉ ra những người đó đều tìm cách vượt biên tại biên giới với Rumani và Moldova. Chỉ có số ít người trốn quân dịch vượt biên sang Ba Lan. Bên cạnh đó, người phát ngôn Andriy lưu ý có thêm khoảng 3.000 người Ukraine tìm cách vượt qua các trạm kiểm soát bằng cách xuất trình giấy tờ giả mạo như giấy miễn trừ y tế và giấy chứng nhận khuyết tật một trong những điều kiện để họ không phải thực hiện nghĩa vụ quân sự. Ông Ari thống kê số lượng nam giới muốn trốn khỏi Ukraine trong năm nay ít hơn so với năm 2022 thời điểm lực lượng biên phòng giam giữ từ 80 đến 100 người đàn ông mỗi ngày. Tuy nhiên người phát ngôn của cơ quan biên giới Ukraine không bình luận về việc liệu các cuộc vượt biên bất hợp pháp có liên quan đến việc huy động lực lượng vũ trang hay không. Đồng thời nhấn mạnh mối tương quan duy nhất mà ông có thể nói đến là thời tiết xu hướng các cuộc vượt biên gia tăng ghi nhận khi điều kiện thời tiết thuận lợi. Bởi vì khi trời lạnh và có tuyết, địa hình sẽ trở nên khó để vượt qua và có ít người sẵn sàng vượt biên hơn, ông Andri lý giải. Cơ quan trên cũng phát hiện có hơn 220 tổ chức giúp người trốn khỏi Ukraine, trong đó hơn 1.400 đối tượng đã bị buộc tội hình sự. Mặc dù chính phủ Ukraine không công bố chính thức thương vong trong cuộc xung đột với Nga, nhưng Tổng thống Volodymyr Zelensky mới đây đã công bố kế hoạch huy động thêm 500.000 quân để bù đắp tổn thất trên chiến trường. Kiev cũng yêu cầu các nước EU trả lại nam giới trong độ tuổi nhập ngũ đã đi trốn trước đó, đồng thời đề xuất mở rộng độ tuổi nhập ngũ cho nam giới dưới 25 tuổi cũng như nữ giới. Hiện nay, Ukraine phải đối mặt với loạt thực tế khắc nghiệt cả về vật chất lẫn tinh thần với chiến dịch phản công của mình khựng lại, quân đội Ukraine đã bị đẩy lui về nhiều vị trí xuất phát. Ngoài Roboty ở miền nam, quân đội Ukraine còn phải vật lộn ở miền đông, phải rút khỏi thị trấn Marinka. Tình hình quanh ngôi làng Roboty ở tỉnh Zaporizhia là trường hợp điển hình. Các lữ đoàn Ukraine được phương tây huấn luyện và trang bị đã tái chiếm ngôi làng này vào tháng 8 năm 2023 sau nhiều tuần giao tranh nhưng Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở ở Washington hôm 27 tháng 12 cho biết, các lực lượng Nga giờ đã tái chiếm các vị trí mà Ukraine chiếm được trong cuộc phản công trước đó. Quân đội Nga gần đây đã xốc tới từ phía Tây Nam và phía Đông, xuất phát từ Vbov, một ngôi làng gần đó mà quân Ukraine đã cố gắng chiếm không thành công vào mùa hè để mở rộng khúc lồi họ tạo ra trong phòng tuyến của Nga, theo ISVK và các bản đồ nguồn mở về chiến trường trong bối cảnh binh sĩ Ukraine kiệt sức sau nhiều tháng kịch chiến. Nga đang gia tăng áp lực dọc tiền tuyến nhằm làm giảm năng lực của Ukraine luân chuyển quân và bổ sung lực lượng cho các cuộc phản công trong tương lai. Theo Jack Wetling, một nghiên cứu viên và chuyên gia về tác chiến lục quân tại Viện Liên Quân Trùng ở Anh. Ông Wetling trả lời phỏng vấn qua điện thoại mới đây, người Nga sẽ có lợi thế trong vài tháng tới. Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Lavrov mới đây cảnh báo phương Tây rằng nếu họ tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine, điều đó sẽ làm tăng nguy cơ các vũ khí sát thương tầm xa được Ukraine sử dụng trong xung đột vũ trang với Nga, từ đó làm leo thang xung đột và lôi NATO xích lại gần bờ vực đối đầu quân sự trực diện với nước Nga. Các loại vũ khí sát thương nguy hiểm mà Ngoại trưởng Nga đề cập bao gồm bom đạn trùm và đạn pháo Urani nghèo trước thực tế ảm đạm nói trên, Ukraine đang ngày càng lo lắng rằng quân đội của họ sẽ không có đủ nguồn lực để duy trì chiến đấu. Washington hôm 27 tháng 12 thông báo rằng họ đang gửi cho Kiev gói viện trợ quân sự cuối cùng còn lại được Quốc hội Mỹ thông qua. Jerochenev, phó chủ tịch ủy ban quốc gia của Quốc hội Ukraine về an ninh, quốc phòng và tình báo, phát biểu trong một cuộc phỏng vấn mới đây: "Giờ chúng tôi mới chỉ mất một vài cánh đồng." nhưng nếu viện trợ của Mỹ bị trì hoãn, chúng ta sẽ bắt đầu mất thêm các thị trấn, thành phố. Không có đạn dược Mỹ, chúng ta bắt đầu mất các lãnh thổ phải khó nhọc lắm chúng ta mới giành được vào mùa hè vừa qua. Quân đội Ukraine cho biết, binh sĩ của họ đang đối mặt tình trạng thiếu thốn các thiết bị và đạn dược quan trọng. Một vài binh lính và chỉ huy Ukraine cho biết, tình trạng khan hiếm này đẩy họ đến chỗ phải giảm quy mô tác chiến và chuyển sang chiến lược phòng ngự. Nhiều đơn vị Ukraine đã phải giảm cường độ bắn pháo tới 5 lần. Nghiên cứu viên Jack Whitley cho rằng động lực chiến trường vẫn có thể thay đổi nếu các đồng minh của Ukraine tiếp tục gửi thêm vũ khí cho nước này. Ukraine chưa thể khắc phục điểm yếu về tác chiến điện tử trong khi Nga ngày càng mạnh trong lĩnh vực này. Tác chiến điện tử giúp quân đội Nga ngăn chặn hiệu quả các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Ukraine mang lại lợi thế cho Moscow. Trên chiến trường, các lực lượng Ukraine nhận thấy đạn dẫn đường chính xác Excalibur 155mm đột nhiên chạy hướng khỏi mục tiêu. Tên lửa phóng từ hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS cũng không ít lần bắn trượt mục tiêu. Điều tương tự cũng xảy ra với bom dẫn đường JDAM do Mỹ gửi cho lực lượng không quân Ukraine. Theo các nhà quan sát, tất cả những trường hợp trên đều có thể là do thiết bị gây nhiễu của Nga gây ra. Điều này cho thấy lợi thế về sử dụng công nghệ trong cuộc xung đột đang dần nghiêng về phía Nga. Telegraph dẫn lời các chuyên gia quân sự cho biết, Nga đã thiết lập một bức tường xung điện tử vô hình trải dài như một tấm khiên bảo vệ trên phần lớn chiến tuyến. Hệ thống tác chiến điện tử của Nga gồm mạng lưới tín hiệu vô tuyến, hồng ngoại và radar phức tạp được thiết lập trên chiến trường để bảo đảm an toàn cao cho lực lượng Nga ở một số khu vực. Tác chiến điện tử của Nga không chỉ khiến tên lửa của Ukraine không thể tiếp cận được mục tiêu, mà quan trọng hơn là ngăn chặn các loại máy bay không người lái UAV giá rẻ của Kiev. Ukraine thường sử dụng UAV để trinh sát và tấn công tầm xa. Các binh sĩ Ukraine thừa nhận rằng họ đang ở thế bất lợi hơn so với Nga trong lĩnh vực tác chiến điện tử. Một binh sĩ Ukraine chiến đấu ở tiến tuyến thường xuyên sử dụng UAV để phát hiện mục tiêu cho hay. Nga luôn có hệ thống tác chiến điện tử tốt kể từ khi cuộc xung đột nổ ra. Giờ đây, những hệ thống đó còn thể hiện hiệu quả tốt hơn. Đây là một vấn đề lớn trên chiến trường. Andrei Liskovic, chuyên gia thuộc Quỹ Quốc phòng Ukraine cho hay, đồng thời lưu ý rằng Ukraine đang tranh giành quyền kiểm soát sóng vô tuyến. Các tần số vô tuyến được sử dụng để điều khiển cả máy bay không người lái tấn công góc nhìn thứ nhất và máy bay không người lái trinh sát. Các thiết bị do Nga triển khai có thể làm nhiễu hệ thống dẫn đường của vũ khí đối phương hoặc cắt đứt các liên kết vô tuyến của vũ khí với hệ thống điều khiển. Điều này khiến một số máy bay không người lái rơi xuống đất khi chưa bắn trúng mục tiêu. Một số UAV khác lại bay lơ lửng trên không, không kiểm soát cho đến khi hết pin. Một báo cáo của Viện Dịch vụ thống nhất Hoàng gia Russi tại Anh cho thấy Nga đang bố trí các hệ thống tác chiến điện tử cách nhau khoảng 9,6 km chạy dọc theo chiến tuyến dài. Sipovic aero một thiết bị tác chiến điện tử nga sử dụng gắn trên xe tải đã chứng tỏ hiệu quả trong việc chống lại uav của ukraine nghiên cứu của russia cho biết Sipovic aero cũng có một loạt hiệu ứng tinh vi để bắn hạ uav quân đội nga tiếp tục sử dụng rộng rãi loại vũ khí tác chiến điện tử này trong khu vực chiến đấu thiết bị này có thể chặn uav và thu thập tọa độ vị trí vũ khí để đáp trả bằng pháo binh ở những khu vực tiền tuyến không được trang bị các hệ thống tác chiến điện tử phức tạp binh sĩ nga sử dụng các thiết bị nhỏ hơn đặt trên chiến hào tại những khu vực này ukraine có thể dễ dàng tấn công các mục tiêu của nga hơn vì tác chiến điện tử không có khả năng gây nhiễu mạnh tuy nhiên ở những khu vực có mật độ thiết bị tác chiến điện tử dày đặc binh sĩ ukraine phải thực hiện nhiều biện pháp phòng ngừa trước khi phóng máy bay không người lái ukraine triển khai uav đến tiền tuyến bằng cách sử dụng máy phân tích phổ để tìm ra tần số gây nhiễu gần đó theo telegraph biện pháp đối phó chính của Ukraine đối với tác chiến điện tử Nga là lập trình lại máy bay không người lái, nhưng điều này không đơn giản nếu UAV được mua từ các nước khác. Ngoài ra, một phương pháp khác là triển khai UAV theo nhóm vì không phải mọi tần số đều có thể bị chặn cùng một lúc. Trong khi đó, các biện pháp đối phó tác chiến điện tử phức tạp hơn được các nước NATO sử dụng dường như nằm ngoài khả năng của Ukraine. Các hệ thống được quân đội phương Tây sử dụng có giá hàng nghìn đô la Mỹ, trong khi các nhà sản xuất máy bay không người lái của Ukraine đặt mục tiêu giữ cho thiết bị của họ rẻ nhất có thể. Các báo cáo cho thấy máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất có giá chỉ 260 đô la Mỹ đã được Ukraine sử dụng để phá hủy xe tăng Nga. Trong khi đó, UAV Watchkeeper do quân đội Anh vận hành có giá hàng triệu bảng Anh nhưng được trang bị các biện pháp đối phó tác chiến điện tử. Đại tá đã nghỉ hưu của anh, Hamish de Britton Godon, người từng chỉ huy lực lượng hóa học, sinh học, phóng xạ và hạt nhân của anh cũng như NATO cho hay, đó là một vấn đề khó khăn. Liệu Ukraine sẽ để mất 50% số UAV trị giá 500 đô la Mỹ hay có biện pháp để bảo vệ UAV dù tốn kém hơn? Ông de Britton Godon đánh giá rằng, ngay cả khi Ukraine mất một nửa số UAV do tác chiến đệ tử của Nga, điều đó vẫn có tác động trên chiến trường. Tuần trước, Ukraine lên kế hoạch xuất xưởng 1 triệu UAV góc nhìn thứ nhất mang được thuốc nổ, cùng hơn 11.000 UAV tự sát tầm trung và xa trong năm 2024. Các thiết bị công nghệ luôn đứng đầu trong danh sách mua sắm của quân đội Ukraine. Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zalutny cho biết quân đội Ukraine cần thêm binh sĩ, đạn dược và vũ khí để tiếp tục chiến đấu. Ông Zalutny cam kết lực lượng vũ trang Ukraine sẽ có cách tiếp cận khác về công nghệ trong năm tới nhưng cảnh báo Nga có thể biến Adipka hoặc bất kỳ thành phố nào thành Bắc Mút trong vài tháng nếu Kiev không có công nghệ cần thiết và binh sĩ mới. Cơ quan an ninh Ukraine SBU đã đăng video lực lượng nước này tập kích xe tăng T-72 của Nga tại mặt trận Donetsk. Video cho thấy xe tăng Nga đang di chuyển trên đường thì bị máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất UAV FPV tấn công vào tháp pháo. Lính Ukraine đã điều khiển UAV vòng ra sau xe tăng Nga, tung đòn tập hậu vào điểm yếu nhất, khiến chiếc T-72 bị phá hủy gần như ngay lập tức. Đây là kết quả của hoạt động tác chiến phối hợp giữa SBU và lực lượng vũ trang Ukraine. Theo chuyên gia quân sự David Hamlin, video này và các hình ảnh khác gần đây cho thấy binh sĩ Ukraine đã thành thạo kỹ năng điều khiển UAV FPV để có thể phá hủy ngay lập tức xe tăng Nga chỉ bằng một đòn đánh, thay vì phải tấn công hiệp đồng hoặc đánh bồi. Các chuyên gia UAV của Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết UAV FPV cực kỳ khó điều khiển. Theo chuyên gia Hamlin, binh sĩ Ukraine bây giờ đã đủ thành thạo để nhắm chính xác vào điểm yếu nhất của xe tăng Nga. Ngoài kỹ năng điều khiển chính xác của lính Ukraine, thiết kế đặc trưng của xe tăng Nga cũng là lý do khiến nó dễ bị phá hủy chỉ sau một đòn tập hậu chính xác. Trước đó, quân đội Ukraine cũng đã sử dụng máy bay không người lái UAV để tập kích một xe tăng T-90M và một xe bọc thép BMPT Terminator của Nga. Các thành viên của lữ đoàn số 110 và các đơn vị đã vô hiệu hóa thành công xe bọc thép BMPT của Nga. Cùng thời điểm, Bộ Quốc phòng Ukraine cũng đã công bố đoạn video ghi lại cảnh quân đội nước này tập kích xe tăng T-90M của Nga. Trong đoạn video, dù được trang bị hệ thống lồng bảo vệ, nhưng chiếc T-90 vẫn bị bắn trúng. Phần tháp pháo của xe tăng sau đó phát nổ và bốc khói, kiếp điều khiển xe tăng buộc phải bỏ lại phương tiện này và rút lui. Tuy nhiên, theo đánh giá, Ukraine chưa thể khắc phục điểm yếu về tác chiến điện tử, trong khi Nga ngày càng mạnh trong lĩnh vực này tác chiến điện tử giúp quân đội nga ngăn chặn hiệu quả các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của ukraine mang lại lợi thế cho moscow hệ thống tác chiến điện tử của nga gồm mạng lưới tín hiệu vô tuyến hồng ngoại và radar phức tạp được thiết lập trên chiến trường để đảm bảo an toàn cao cho lực lượng nga ở một số khu vực tác chiến điện tử của nga không chỉ khiến tên lửa của ukraine không thể tiếp cận được mục tiêu mà quan trọng hơn là ngăn chặn các loại máy bay không người lái uav giá rẻ của kiev ukraine thường sử dụng uav để trinh sát và tấn công tầm xa các binh sĩ Ukraine thừa nhận rằng họ đang ở thế bất lợi hơn so với Nga trong lĩnh vực tác chiến điện tử. Các tần số vô tuyến được sử dụng để điều khiển cả máy bay không người lái tấn công góc nhìn thứ nhất và máy bay không người lái trinh sát. Các thiết bị do Nga triển khai có thể làm nhiễu hệ thống dẫn đường của vũ khí đối phương hoặc cắt đứt các liên kết vô tuyến của vũ khí với hệ thống điều khiển. Điều này khiến một số máy bay không người lái rơi xuống đất khi chưa bắn trúng mục tiêu. Một số UAV khác lại bay lơ lửng trên không không kiểm soát cho đến khi hết pin. Ở những khu vực tiền tuyến không được trang bị các hệ thống tác chiến điện tử phức tạp, binh sĩ Nga sử dụng các thiết bị nhỏ hơn đặt trên chiến hào. Tại những khu vực này, Ukraine có thể dễ dàng tấn công các mục tiêu của Nga hơn vì tác chiến điện tử không có khả năng gây nhiễu mạnh. Tuy nhiên ở những khu vực có mật độ thiết bị tác chiến điện tử dày đặc, binh sĩ Ukraine phải thực hiện nhiều biện pháp phòng ngừa trước khi phòng máy bay không người lái. Ukraine triển khai UAV đến tiền tuyến bằng cách sử dụng máy phân tích phổ để tìm ra tần số gây nhiễu gần đó. Ukraine mô tả cuộc không kích của Nga với 122 tên lửa và 36 máy bay không người lái UAV ngày 29 tháng 12 là lớn nhất kể từ khi nước này mở kế hoạch quân sự đầu năm 2022. Tư lệnh quân đội Ukraine Valery Zaluzhny cho biết lực lượng không quân Ukraine đã đánh chặn hầu hết tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và UAV ra hết trong đêm. Chỉ huy lực lượng không quân Ukraine Mykola Oleksyuk cũng nhấn mạnh trên kênh Telegram chính thức rằng. Đây là cuộc không kích có quy mô lớn nhất kể từ tháng 2 năm 2022. Không quân Ukraine tuyên bố họ đã bắn hạ 87 tên lửa hành trình và 27 UAV trong tổng số 158 mục tiêu trên không do Nga triển khai. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng Nga đã sử dụng gần như mọi loại vũ khí trong kho vũ khí của mình, bao gồm cả tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình. Cũng liên quan tới sự việc này, quân đội Ba Lan, thành viên NATO, cho biết một vật thể bay không xác định đã xâm nhập không phận nước này từ nước láng giềng Ukraine và bị lực lượng phòng không Ba Lan theo dõi cho đến khi tín hiệu của nó biến mất. Lực lượng không quân Ukraine tuyên bố rằng sự cố với vật thể lạ bay vào không phận Ba Lan là một tín hiệu khác cho các đối tác của Kiev rằng họ cần thêm khí tài phòng không để bảo vệ chính mình và châu Âu. Đại tá Yuri Inat, người phát ngôn của không quân Ukraine cho biết, như bạn có thể thấy, có những cuộc tấn công quy mô lớn của Nga nhiều thứ đang bay trên không và đây không phải là lần đầu tiên những sự cố như vậy xảy ra. Điều tương tự cũng xảy ra ở Ba Lan năm ngoái. Đây là một dấu hiệu cho thấy các đối tác của chúng tôi cần hỗ trợ Ukraine bằng những vũ khí cần thiết để biến chúng tôi thành lá chắn giữa Nga và châu Âu để bảo vệ cả chúng tôi và châu Lục. Cuộc không kích trên của Nga nhắm vào các thành phố như Dnipro, Odessa, Lviv, Kiev, Kharkov. Bộ Ngoại giao Ukraine Lưu ý cuộc không kích cho thấy không nên bàn về thỏa thuận ngừng bắn với Điện Kremlin vào thời điểm này. Điện Kremlin chưa lên tiếng về cuộc không kích mới nhất. Trước đó, cuộc không kích lớn nhất của Nga là vào tháng 11 năm 2022 với 96 tên lửa được phóng vào Ukraine. Năm nay, cuộc không kích lớn nhất của Nga là vào ngày 9 tháng 3, phóng 81 tên lửa, theo hồ sơ của lực lượng không quân Ukraine. Các quan chức và nhà phân tích phương Tây gần đây cảnh báo việc Nga hạn chế các cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình trong những tháng vừa qua nhằm xây dựng kho dự trữ cho các cuộc tấn công lớn vào mùa đông để làm suy sụp tinh thần của người Ukraine. Tạp chí Fox của Mỹ ngày 28 tháng 12 cho hay, bắt đầu từ ngày 10 tháng 10, lực lượng hung hậu của Nga với khoảng 40.000 binh sĩ đã tổ chức tấn công vào Adipka, một thành trì quan trọng ở miền đông Ukraine. Trong khi đó, lực lượng phòng thủ của Ukraine gồm Lữ đoàn 110, Lữ đoàn 47 và 57 đã sẵn sàng ngay chiến, và trong 10 tuần giao tranh, quân đội Nga đã tiến được khoảng gần 2 km. Đặc biệt ở phía Bắc, Nga giành được làng Stepov. Nhưng sau đó, Ukraine đã phản công và dường như đã giành lại làng Stepov, hay ít nhất khiến không bên nào kiểm soát được ngôi làng. Khi thế của Ukraine đã buộc quân đội Nga vội vàng phản công và nhận lấy kết quả không mấy tốt đẹp. Chỉ trong khoảng một ngày, lữ đoàn 47 Ukraine đã hạ gục đội hình dẫn đầu của Nga, được cho gồm một tiểu đoàn với hơn 500 binh sĩ và hàng chục xe tăng cùng các phương tiện chiến đấu khác. Nhà phân tích Donald Hill chia sẻ trong bản tin cho biết, các báo cáo sơ bộ chỉ ra rằng hơn một nửa lực lượng Nga đã không thể quay trở lại vị trí xuất phát. Ngoài ra, nhà phân tích tình báo Andrew Perpetua cũng khẳng định, chỉ trong ngày 27 tháng 12, Ukraine đã phá hủy 21 xe tăng cũng như 14 xe chiến đấu bộ binh và xe bọc thép chở quân của Nga. Theo Ford, với tốc độ sản xuất hiện tại, toàn bộ lực lượng của Moscow tại Ukraine chỉ được mất 50 xe tăng một tháng để không làm cạn kiệt kho xe tăng khoảng 3.000 chiếc của quân đội Nga. Trong khi đó, những đơn vị tấn công Adipka đã mất gần một nửa con số ấy chỉ trong một ngày. Việc nắm giữ khu vực phòng tuyến này là rất quan trọng đối với Ukraine. Nếu Kiev bị đẩy ra khỏi vị trí hiện tại mà họ đang nắm giữ, thì thanh trì Adipka sẽ sớm thất thủ. Địa hình trong khu vực khá bằng phẳng, trong trường hợp Nga có thể vượt qua Adipka, thì họ sẽ mở được con đường tiến tới sông Dniepe ở phía Tây và phía Bắc. Nhà phân tích Caber lưu ý, nếu Nga cố gắng tạo ra bước đột phá lớn trong năm 2024 thì điều này nhiều khả năng sẽ xảy ra vào cuối mùa xuân hoặc đầu mùa hè, khi họ tái củng cố lực lượng đang bị suy yếu suốt nhiều tháng giao tranh. Tuy vậy, nỗ lực của Nga có thể bị ngăn cản khi Kiev đang chuyển sang thế phòng thủ dọc theo phòng tuyến và huy động mọi nỗ lực để cải thiện các công sự. Ngoài ra, Ukraine có thể sử dụng các tên lửa tầm xa, máy bay không người lái và lực lượng đặc nhiệm để tấn công bán đảo Crimea, eo biển Kursk và biển Đen, nhằm ngăn chặn Nga tiếp tế và tái hợp lực lượng. Ông Kaber nhấn mạnh, hy vọng của Ukraine hiện giờ là thêm nhiều tên lửa tầm xa Atak -MS để bóp nghẹt hoạt động hậu cần của Nga. Ngoài ra, Ukraine cũng cần thêm Atak -MS và số lượng lớn đạn dược, đặc biệt là đạn pháo 155mm tiêu chuẩn NATO. Khi xem xét những diễn biến trong cuộc xung đột, các nhà phân tích Gaber và Schmidt đều cho rằng nhiều khả năng Ukraine sẽ phải tìm kiếm một hình thức ngừng bắn hoặc giải pháp thương lượng nào đó trong năm tới. Giải thích về điều này, giới phân tích cho biết các cuộc giao tranh ác liệt đã khiến Ukraine tổn thất nghiêm trọng về binh lực và vật lực. Điều đáng lo ngại hơn cả là Kiev đang đối mặt với nhiều khó khăn trong việc tuyển mộ binh sĩ. Thưa quý vị, Điện Kremlin cảnh báo đã nắm trong tay danh sách tài sản của Mỹ, châu Âu sẽ bị tịch thu. Nếu các nhà lãnh đạo G7 quyết định tịch thu 300 tỷ đô la Mỹ tài sản bị đóng băng của Nga. Hãng tin Reuters dẫn hai nguồn tin quen thuộc với vấn đề và một quan chức anh không nêu tên cho biết, các nhà lãnh đạo G7 sẽ thảo luận về một lý thuyết pháp lý mới cho phép tịch thu tài sản bị đóng băng của Nga. Việc này dự kiến được trao đổi khi họ gặp nhau vào tháng 2 năm 2024. Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố, động thái như vậy của phương Tây đồng nghĩa với hành vi trộm cắp là vi phạm luật pháp quốc tế, làm suy yếu đồng tiền dự trữ, hệ thống tài chính toàn cầu và nền kinh tế thế giới. Ông Peskov nói với báo chí, đây sẽ là một đòn dáng đáng kể vào các thông số tài chính quốc tế, làm suy yếu nền kinh tế quốc tế. Hành động đó sẽ làm suy yếu niềm tin của các quốc gia khác vào Mỹ cũng như EU, với tư cách là những người bảo lãnh kinh tế. Nhấn mạnh, những hành động như vậy sẽ gây ra những hậu quả rất, rất nghiêm trọng. Khi được hỏi liệu có danh sách cụ thể các tài sản phương Tây mà Nga có thể tịch thu trả đũa hay không? Ông Peskov nói, có. Tuy nhiên, người phát ngôn điện Kremlin từ chối tiết lộ tài sản cụ thể nào có trong danh sách. Sau khi xung đột Ukraine bùng phát vào tháng 2 năm 2022, Mỹ và các đồng minh đã cấm giao dịch với Ngân hàng Trung ương Nga và Bộ Tài chính Nga, đồng thời phong tỏa khoảng 300 tỷ đô la Mỹ tài sản của Nga ở phương Tây. Theo Financial Times, Mỹ đã đề xuất thành lập các nhóm chuyên viên của G7 để tìm cách tịch thu tài sản của Nga ở nước ngoài. Vậy khối tài sản này gồm những gì, hiện đang ở đâu và Nga có thể làm gì nếu tài sản đó bị tịch thu? Giống như các ngân hàng trung ương khác, ngân hàng trung ương Nga chuyển một phần dự trữ vàng và ngoại hối vào các tài sản thanh khoản như các loại tiền tệ chính, vàng và trái phiếu chính phủ. Khoảng một nửa số dự trữ đó được gửi ở phương Tây. Ngân hàng trung ương Nga xác nhận khoảng 300 tỷ đô la Mỹ tài sản ở nước ngoài đã bị đóng băng. Tổng dự trữ ngoại tệ và vàng của Nga vào thời điểm đó đạt 612 tỷ đô la Mỹ. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cáo buộc phương Tây phát động một cuộc chiến kinh tế nhằm vào Nga và gọi việc đóng băng là trộm cắp. Ngân hàng Trung ương Nga chưa đưa ra phân tích chi tiết về những gì đã bị đóng băng, nhưng có thể phát thảo sơ bộ các tài sản này dựa trên những tài liệu nêu chi tiết về tài sản mà Nga nắm giữ vào đầu năm 2022. Vào thời điểm đó, Ngân hàng Trung ương Nga nắm giữ khoảng 207 tỷ đô la Mỹ tài sản bằng đồng euro, 67 tỷ đô la Mỹ tài sản bằng đồng đô la và 37 tỷ đô la Mỹ tài sản bằng đồng bảng Anh. Nga cũng nắm giữ 36 tỷ đô la Mỹ, tài sản bằng đồng yên Nhật, 19 tỷ đô la Mỹ, tài sản bằng đồng đô la Canada, 6 tỷ đô la Mỹ, bằng đồng đô la Australia, 1,8 tỷ đô la Mỹ, bằng đồng đô la Singapore và khoảng 1 tỷ đô la Mỹ, bằng đồng franc Thụy Sĩ. Ngân hàng Trung ương Nga cho biết, số tài sản này chủ yếu được đầu tư vào chứng khoán nước ngoài, tiền gửi ngân hàng và tài khoản vãng lai tại các ngân hàng đại lý. Lượng trái phiếu lớn nhất mà Ngân hàng Trung ương Nga nắm giữ là trái phiếu chính phủ của Trung Quốc Đức, Pháp, Anh, Áo và Canada. Dự trữ vàng của Nga được giữ ở Nga. Các khoản đầu tư bằng đồng nhân dân tệ được gửi ở Trung Quốc. Ngân hàng Trung ương Nga không đứng đằng sau những người nắm giữ tài sản trên danh nghĩa, nên việc xác định tài sản sẽ không khó khăn. Hiện nay, hầu hết tài sản, bao gồm cả tài sản của các công dân Nga, đã bị phong tỏa tại các kho lưu ký. Tuy nhiên, tờ Financial Times dẫn các nguồn tin cho hay Đức, Pháp, Italia và Liên minh châu Âu EU tỏ ra dè dặt trước ý tưởng của Mỹ tịch thu tài sản của Nga. EU, Anh và Pháp nhấn mạnh rằng sẽ không dễ dàng tiếp cận số tiền nhận được thông qua việc tịch thu và số tiền đó cũng sẽ không đủ để trang trải cho nhu cầu tái thiết của Ukraine. Ngoài ra, các nước lưu ý rằng việc tịch thu tài sản của Nga không nên gây phương hại việc cung cấp hỗ trợ tài chính cho Kiev năm 2024. Một số bộ trưởng lo ngại rằng cuộc tranh luận về việc tịch thu sẽ ngụ ý rằng có một giải pháp thay thế cho các gói tài trợ chính thống dành cho Ukraine, vốn đã bị đình trệ do sự phản đối tại Quốc hội Mỹ và do Hungary từ chối ủng hộ một thỏa thuận của EU. Một vật thể lạ tình nghi là tên lửa từ hướng Ukraine bay khoảng 40 km vào sâu trong lãnh thổ của Ba Lan khoảng 3 phút sáng sớm 29 tháng 12. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh quân đội Nga vừa thực hiện đợt không kích quy mô lớn nhất bằng tên lửa và máy bay không người lái UAV nhằm vào nhiều thành phố ở Ukraine, nước láng giềng của Ba Lan. Đại tá Zgori Sevsky, người phát ngôn của Bộ Chỉ huy Tác chiến các lực lượng vũ trang, cho biết vật thể bay xâm nhập không phận Ba Lan ở gần thành phố biên giới Jambors. Ba Lan đã huy động lực lượng sẵn có để ứng phó tình hình. Sau đó, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda tổ chức một cuộc họp khẩn với Bộ trưởng Quốc phòng Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, Kukula. Tổng tham mưu trưởng và tư lệnh tác chiến Maciej Glis. Cùng lúc, Trung tâm Thông tin Chính phủ Ba Lan thông báo, một cuộc họp khẩn về vụ việc đã được tổ chức giữa Thủ tướng Donald với Tổng tham mưu trưởng, Bộ trưởng Quốc phòng và đại diện Cơ quan An ninh Nội địa, Cơ quan Tình báo Quân đội và Cơ quan Phản gián Quân sự. Cũng ngay trong tối 29 tháng 12, Bộ Ngoại giao Ba Lan thông báo, Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan, Wladyslaw Chalfi Batoszewski đã triệu tập đại biện Nga Andrei Odas, để yêu cầu giải thích và lập tức chấm dứt những hành động như vậy. Theo hãng tin Ba Lan PAP, ông Bartoszewski cảnh báo Warsaw sẽ phản ứng đáp trả nhanh chóng, mạnh mẽ nếu sự việc tái diễn. Ông Bartoszewski nói, nếu bay sâu hơn một chút vào lãnh thổ Ba Lan, tên lửa sẽ bị bắn hạ. Đại biện Nga tại Warsaw, ông Odas nói Ba Lan không đưa ra bằng chứng không phận nước này bị xâm phạm. Ông nói, tôi được trao công hàm có tuyên bố vô căn cứ rằng vào sáng 29 tháng 12, một vật thể bay xâm phạm không phận Ba Lan và được giới chuyên gia xác định là tên lửa dẫn đường Nga. Không có bằng chứng nào cả, tôi đề nghị họ cung cấp tài liệu chứng minh, nhưng bị từ chối. Trước diễn biến mới tại Ba Lan, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden đang theo dõi chặt chẽ các thông tin về một quả tên lửa xâm nhập không phận Ba Lan. Theo Nhà Trắng, Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan đã điện đàm với Ngoại trưởng Ba Lan Jay Shiwira và hai quan chức đã thảo luận về vụ việc. Trong một tuyên bố đưa ra sau cuộc điện đàm, ông Sullivan đã bày tỏ tình đoàn kết của Mỹ đối với Ba Lan, đồng minh tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO thân cận của Mỹ và cam kết hỗ trợ kỹ thuật khi cần thiết. Về phía NATO, theo hãng tin Reuters, Tổng thư ký Jens Stoltenberg cho biết Liên minh quân sự này đang theo dõi tình hình ở Ba Lan. Ông Stoltenberg chia sẻ, tôi đã nói chuyện với Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda về sự cố tên lửa ở Ba Lan. NATO đoàn kết với đồng minh quý giá của chúng tôi, đang theo dõi tình hình và chúng tôi sẽ giữ liên lạc khi sự thật được xác minh, NATO vẫn cảnh giác. Ở một diễn biến liên quan, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 29 tháng 12 đã tổ chức cuộc họp khẩn về đợt không kích mới của Nga ở Ukraine theo yêu cầu của Kiev và các đồng minh. Tại cuộc họp, các đại sứ của Mỹ, Anh và Pháp đã lên án Nga sau khi Phó đại diện Thường trực Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc cảnh giảng kêu gọi một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột Nga-Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga đã lên tiếng xác nhận các vụ không kích ở nước láng giềng. Tuy nhiên, đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia quả quyết các lực lượng Moscow nhắm tấn công vào các cơ sở hạ tầng quân sự ở Ukraine và chính các hệ thống phòng không của Kiev đã gây ra thương vong cho dân thường. Nhà chức trách Ukraine thống kê 31 dân thường và hơn 160 nạn nhân khác đã bị thương trong sự cố. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi cộng đồng quốc tế phản ứng trước vụ việc. Ông Zelensky đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường hệ thống phòng không của đất nước và nỗ lực đưa xung đột quay trở lại đất Nga. Bộ trưởng Tài chính Ukraine Sergei Marchenko đã nêu thắc mắc, không hiểu vì sao quân đội vẫn đang phải dựa vào các nguồn quyên góp từ người dân trong khi chính phủ đã đề ra khoản ngân sách rất lớn. Trả lời phỏng vấn tạp chí Forbes, ông Marchenko đưa ra lời giải thích về lý do quân đội phải dựa vào hàng triệu hryvnia đồng tiền Ukraine quyên góp của người dân, hoặc đôi khi các quân nhân phải tự bỏ tiền mua quân trang, vũ khí. Ông Machenko nói, chính phủ hiện đang chi 5 tỷ hryvnia khoảng 132 triệu đô la Mỹ, từ ngân sách quốc gia cho quân đội mỗi ngày. Ông nói không có tổ chức phi chính phủ hay các nhóm tình nguyện nào có thể cung cấp khoản tiền lớn đến như vậy. Bộ trưởng Tài chính Ukraine nói thêm, với ngân sách từ chính phủ và các khoản chi từ chính quyền, các địa phương, quân đội có đủ nguồn lực và vũ khí cần thiết. Trả lời với Forbes, Bộ trưởng Machenko nói rằng Ukraine đã nhận được hơn 38 tỷ euro, 42 tỷ đô la Mỹ viện trợ quốc tế trong năm 2023. Người đứng đầu Bộ Tài chính Ukraine nói, nó đã cho phép chúng tôi cấp tiền cho các chi tiêu cần thiết. Phần lớn viện trợ nhằm mục đích giúp đỡ Ukraine về mặt quân sự trong xung đột với Nga. Tuy nhiên, một phần tiền cũng được sử dụng để tài trợ cho người tị nạn trong nước, lương hưu và tiền lương cho nhân viên chính phủ. Bộ trưởng Machenko nói rằng năm 2023 ghi nhận ổn định tài chính hơn năm 2022 khi Nga phát động hoạt động quân sự. Ukraine phụ thuộc rất nhiều vào nguồn tài trợ từ Mỹ và Liên minh châu Âu-EU trong xung đột với Nga. Vừa qua, Thủ tướng Ukraine Denis Smigan đã đề nghị triệu tập một cuộc họp khẩn với các nhà tài trợ cho Kiev vào tháng 1 năm 2024 để thảo luận việc cung cấp tài chính cho ngân sách đang gặp rất nhiều khó khăn của nước này. Trong thư gửi các nhà tài trợ, Thủ tướng Smigan nhấn mạnh để duy trì sự ổn định kinh tế vĩ mô, điều rất cần thiết là Kiev cần nhận được nguồn tài chính đầy đủ. Hiện chưa rõ liệu các nhà tài trợ có đồng ý tổ chức cuộc họp khẩn này hay không và bức thư đã nhận được phản hồi như thế nào. Theo nghị sĩ Verkhov Narada, Quốc hội Ukraine, ông Jaroslav Zelensnyak, Kiev đã nhận được 73,6 tỷ hryvnia, khoảng 970 triệu đô la Mỹ từ phương Tây kể từ khi bùng phát xung đột. Các nhà tài trợ quan trọng nhất cho Ukraine là Liên minh châu Âu EU, Mỹ và Quỹ tiền tệ quốc tế IMF. Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Ukraine Sergei Machenko cho biết nước này đã cạn kiệt nguồn lực ngân sách để tài trợ cho nhu cầu quân sự. Phần lớn viện trợ chi cho các đợt phòng thủ của Kiev, một phần được sử dụng để tài trợ cho người sơ tán trong nước, lương hưu và tiền lương cho quân nhân. Tổng thống Ukraine ông Volodymyr Zelensky đã cáo buộc Nga tổ chức cuộc tấn công được cho là lớn nhất trong năm nay. Theo ông Zelensky, quân đội Nga đã sử dụng nhiều loại vũ khí, trong đó có cả tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình. Người phát ngôn lực lượng không quân Ukraine, ông Yuri Inhat cho biết Nga dường như đã triển khai mọi thứ họ có nhằm vào các mục tiêu trên khắp Ukraine. Trong khi đó, các quan chức Ukraine cho biết lực lượng của nước này đã bắn hạ hầu hết tên lửa và máy bay không người lái, nhưng đã có ít nhất 7 người dân thiệt mạng, hàng chục người bị thương và một số người vẫn bị chôn vùi trong đống đổ nát. Giới chức Ukraine thông báo, cuộc tấn công dữ dội diễn ra khoảng 18 tiếng, bắt đầu từ ngày 28 tháng 12 và kéo dài suốt đêm. Nga đã tấn công 6 thành phố, trong đó có thủ đô Kiev và các khu vực khác trải dài từ phía đông sang phía tây Ukraine. Nga hiện chưa lên tiếng về cáo buộc của Ukraine. Lực lượng không quân Ukraine cho biết Nga đã sử dụng tên lửa siêu thanh, hành trình và đạn đạo, trong đó có những loại cực kỳ khó đánh chặn. Nếu con số của ông Zelensky được xác nhận, đây sẽ là cuộc tấn công trên không lớn nhất của Nga kể từ khi xung đột nổ ra vào tháng 2 năm 2022. Theo lực lượng không quân Ukraine, cuộc tấn công lớn nhất trước đó là vào tháng 11 năm 2022 khi Nga phóng 96 tên lửa vào Ukraine. Trong khi đó, liên quan đến diễn biến xung đột ở Crimea, IZ Granov, phó chỉ huy của một trong những tiểu đoàn tấn công riêng biệt của Ukraine đã tiết lộ rằng, mặc dù có ba tuyến đường bộ riêng biệt tới Crimea và Kalanchak, Chonka, Chaplinka, nhưng việc giành lại crimea của lực lượng vũ trang ukraine uaf cũng sẽ liên quan đến biển biển đen và azov sẽ được sử dụng để chiếm lại crimea tức là lực lượng phòng vệ sẽ tiến vào crimea cùng một lúc nga sẽ phải đối mặt với những khó khăn nhất định trong việc tiếp tế cho crimea vì về mặt hậu cần crimea rất khó khăn tuy nhiên trên thực tế địa hình của bán đảo làm các cuộc đổ bộ quân sự vào crimea trở nên phức tạp hơn bởi nga cũng đang giải mìn rất nhiều trong khu vực mà mỗi bãi mìn đều rất khác biệt với nhau thậm chí không thể xác định được chúng bằng hình ảnh nhiệt Ông Granov nhấn mạnh, việc Nga kiểm soát lãnh thổ Ukraine bắt đầu từ Crimea và sẽ kết thúc ở Crimea. Nga đang hoảng loạn và đào chiến hào dọc gần như toàn bộ bờ biển của bán đảo này. Thưa quý vị, lực lượng phòng vệ Israel IDF vừa phá hủy một trung tâm chỉ huy của Hamas ở phía bắc Gaza. Trung tâm nằm trong mạng lưới đường hầm, có điện và các tiện nghi khác, minh họa cho sự rộng lớn và phức tạp của các đường hầm bên dưới Gaza. IDF cho biết trong một tuyên bố rằng trung tâm chỉ huy vừa bị phá hủy của Hamas, liên kết với một căn hộ từng được lãnh đạo Hamas Zahia Sinwa sử dụng, lữ đoàn dự bị số 14 đã tham gia vào việc xác định và phá hủy trung tâm chỉ huy và mạng lưới đường hầm phức tạp của Hamas ở Bắc Gaza. Các binh sĩ đã kiểm tra trục đường hầm và đến một đường hầm quan trọng, dường như được sử dụng bởi các quan chức cấp cao của cánh chính trị lẫn quân sự của Hamas. Đoạn phim do IDF công bố cho thấy cuộc điều tra các đường hầm. Các đường hầm sâu khoảng 18 mét và có hệ thống thoát nước riêng để mọi người có thể sống ở bên trong và tiến hành chiến đấu trong thời gian dài. Trước đó, quân đội Israel tuyên bố đã phát hiện một mạng lưới đường hầm từ nhà của các thủ lĩnh Hamas ở sâu bên dưới thành phố Gaza, tại giải Gaza. Hình ảnh mà quân đội Israel cung cấp cho báo giới cho thấy các đường hầm này có cầu thang xoắn ốc và thang máy ở dưới lòng đất. Các đường hầm được trang bị hệ thống điện, nước, camera giám sát và cửa chống bom đạn. Khu phức hợp cả trên và dưới mặt đất này là trung tâm quyền lực của cánh chính trị và quân sự thuộc Hamas. Hamas từ lâu đã tự hào rằng mạng lưới đường hầm của họ dài hàng trăm km, một số đường hầm sâu tới 80m và được một số con tin đã được trả tự do, mô tả là giống như mạng nhện. Sau khi Israel khởi động xung đột loại bỏ Hamas, những cảnh báo mà giới chỉ huy quân sự Israel đưa ra ngay từ đầu rằng đây sẽ là một chiến dịch khó khăn và kéo dài dần trở thành hiện thực. IDF nỗ lực cắt rời các lực lượng quân sự của Hamas, làm suy yếu đáng kể nhóm chiến binh ở phía bắc Gaza, phá hủy nhiều km đường hầm và mở rộng các hoạt động trên bộ ở cả trung tâm Gaza và Khan Yunis, thành trì của Hamas ở phía nam. Nhưng Hamas về cơ bản vẫn còn nguyên vẹn ở phía nam giải Gaza. Chưa có chỉ huy nổi bật nhất nào của tổ chức này bị loại bỏ. Và thủ lĩnh Zahia Sinwa của Hamas vẫn tự tin rằng ông và lực lượng khổng lồ mà ông lãnh đạo cuối cùng sẽ có thể cầm chân được quân đội Israel và tiếp tục hoạt động. Một số người Israel tin rằng IDF sẽ càn quét tương đối suôn sẻ qua Gaza Nơi Hamas đã chuẩn bị phòng thủ trong một thập kỷ rưỡi. Nhưng hầu hết người dân Israel đã dự đoán số binh sĩ thiệt mạng của IDF sẽ còn tăng cao hơn. Ban đầu, nhiều người đã hy vọng IDF sẽ đạt được những thành tựu lớn hơn trong việc nhắm mục tiêu vào các thủ lĩnh chủ chốt của Hamas. Và điều quan trọng là họ đã đặt hy vọng IDF sẽ thành công hơn nữa trong việc giải cứu con tin. Nhưng khi nhiều ngày, nhiều tuần trôi qua, sự mệt mỏi vì chiến đấu ngày càng gia tăng và sự căng thẳng đối với các binh sĩ, các gia đình cũng như nền kinh tế quốc gia mỗi ngày một tăng không thể tránh khỏi. Các đoạn trích bị dò dỉ từ các cuộc họp nội các và một số lời phê bình được đưa ra trước công chúng cho thấy các bộ trưởng trong nội các Israel đã mất kết nối sâu sắc. Họ thậm chí còn có nguy cơ làm suy yếu niềm tin của binh lính đối với những người đang chỉ đạo mình. Điều nguy hiểm là sự bất đồng chính trị và đấu đá nội bộ có thể sẽ lan rộng trên toàn quốc và lan đến hàng ngũ binh sĩ đang tham chiến. Có cảm giác rằng Israel không chỉ đang đấu tranh với thời hạn mà họ phải giải tán Hamas trước khi Mỹ tìm cách áp đặt các giới hạn, mà còn đang nỗ lực để loại bỏ Hamas trước khi người Israel bắt đầu tự chia rẽ về mặt chính trị. Trong khi đó, các mặt trận khác vẫn vàng tiếng súng và biên giới với Liban đang sôi sục hơn bao giờ hết. Hàng chục nghìn người Israel không có cơ hội quay trở lại các thị trấn và cộng đồng phía Bắc, chừng nào Hezbollah còn ở gần biên giới, bắn tên lửa chống tăng chính xác vào hàng chục ngôi nhà. Ngày 29 tháng 12, tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã nhóm họp để thảo luận về tình hình căng thẳng ở giải Gaza trong bối cảnh bạo lực tiếp tục gia tăng căng thẳng ở Trung Đông. Dẫn lời Stephanie Duzaric, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, nêu rõ Tổng thư ký bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình trạng xung đột gia tăng căng thẳng ở giải Gaza, cũng như nguy cơ xung đột lan rộng giữa Israel với phong trào Hamas và các nhóm vũ trang khác, gây hậu quả tàn khốc cho toàn bộ khu vực Trung Đông, Tổng thư ký Guterres cũng lưu ý tới tình trạng bạo lực gia tăng ở bờ Tây khi lực lượng an ninh Israel tăng cường các chiến dịch. Ông cảnh báo các vụ đụng độ giữa người Israel và người Palestine là rất đáng báo động và gây con số thương vong cao. Ngoài ra, các vụ đấu súng qua lại dọc đường xanh đang có nguy cơ châm ngòi gia tăng căng thẳng xung đột giữa Israel và Liban, đe dọa gây bất ổn toàn khu vực bên cạnh đó người đứng đầu liên hợp quốc cũng bày tỏ quan ngại trước các vụ tấn công liên tiếp của các nhóm vũ trang ở iraq và syri cũng như các vụ tấn công của lực lượng houthi ở yemen nhằm vào tàu thuyền trên biển đỏ thời gian gần đây ông hối thúc tất cả các bên kiềm chế tối đa và triển khai ngay những bước đi nhằm hạ nhiệt căng thẳng ông nhắc lại lời kêu gọi mọi thành viên của cộng đồng quốc tế hãy làm tất cả trong quyền hạn của mình để tác động tới các bên liên quan nhằm ngăn chặn xung đột lan rộng ra toàn khu vực Ông Guterres cũng một lần nữa kêu gọi đạt được lệnh ngừng bắn khẩn cấp vì mục đích nhân đạo ở giải Gaza và trả tự do ngay lập tức vô điều kiện cho các con tin. Báo cáo trước Hội đồng Bảo an, trợ lý Tổng thư ký Liên hợp quốc phụ trách các vấn đề về Trung Đông, Khaled Khayari cảnh báo tình hình ở khu vực này đang ngày càng xấu đi ở mức rất đáng báo động với nguy cơ xung đột lan rộng rất cao. Cả người dân Israel và Palestine, đặc biệt là người dân ở Gaza đang phải hứng chịu những hậu quả khủng khiếp từ cuộc xung đột Đại sứ Gen Shuang, Phó trưởng Phái đoàn Đại diện Thường trực Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc, cho rằng việc xung đột kéo dài sẽ chỉ gây thêm nhiều thương vong cho hai bên và hiện không còn nơi nào ở Gaza là an toàn. Tình hình trên thực địa đang cản trở mọi hoạt động cứu trợ nhân đạo cho người dân và những kế hoạch quân sự mở rộng của Israel đang làm sói mòn nền tảng hai nhà nước. Nhà ngoại giao Trung Quốc yêu cầu Israel dùng mọi hoạt động hiện nay đồng thời bày tỏ ủng hộ tư cách thành viên đầy đủ của Palestine tại Liên hợp quốc và việc sớm nối lại các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Israel và Palestine. Đại sứ trưởng phái đoàn đại diện thường trực Pháp tại Liên hợp quốc Nicolas de Riviere cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc về cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Gaza. Theo ông, ưu tiên hàng đầu hiện nay là thực thi ngay lập tức một lệnh ngừng bắn bền vững thông qua sự góp sức của tất cả các đối tác khu vực và quốc tế đồng thời đẩy mạnh viện trợ nhân đạo khẩn cấp cho người dân ở Gaza mà không bị cản trở. Ông Nicolas de Rivere khẳng định tâm quan trọng của việc thực thi hai nghị quyết liên quan đã được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua gần đây. Trước đó, báo cáo trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 19 tháng 12, đọc phái viên Liên Hợp Quốc về tiến trình hòa bình Trung Đông, tờ Wenesland đã cảnh báo về tình hình căng thẳng gia tăng, căng thẳng nguy hiểm ở bờ Tây, bao gồm cả đông Jerusalem về tình hình ở giải Gaza, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc OCHA cho hay khoảng 1,9 triệu người dân Gaza chiếm khoảng 85% dân số khu vực này đã buộc phải sơ tán kể từ khi Israel mở kế hoạch quân sự nhằm đáp trả các vụ tấn công của Hamas vào miền nam Israel ngày 7 tháng 10. Trước đó, ngày 27 tháng 12, Israel đã đồng ý về nguyên tắc cho phép Cộng hòa Sip với sự hỗ trợ của Anh mở hành lang nhân đạo trên biển tới giải Gaza khi nạn đói và chiến tranh khiến dân số ở khu vực này đang ở trong tình trạng nguy hiểm nghiêm trọng. Tờ Hayom của Israel đưa tin, thông qua hành lang trên, các vật tư và thiết bị sẽ được đưa thêm vào vùng đất bị phong tỏa của người Palestine, nơi cho đến nay chỉ dựa vào cửa khẩu biên giới Rafah với Ai Cập và gần đây là cửa khẩu Kerem Abu Salem, Kerem Salom với Israel. Ngoại trưởng Israel Eli Cohen đã thông báo về quyết định này tới những người đồng cấp ở Cộng hòa Sip và Anh, lưu ý rằng hành lang trên có thể bắt đầu hoạt động sau khi hoàn thành các bước chuẩn bị cần thiết. Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh cùng ngày tổng giám đốc tổ chức y tế thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus kêu gọi cộng đồng quốc tế thực hiện các biện pháp khẩn cấp để giảm bớt mối nguy hiểm nghiêm trọng mà người dân ở giải Gaza phải đối mặt. Nam Phi đệ đơn kiện lên tòa án công lý quốc tế cáo buộc Israel có những hành động diệt chủng tại giải Gaza điều mà Tena bác bỏ. Trong đơn kiện đệ trình lên Tòa án Công lý Quốc tế ICJ ngày 29 tháng 12, Nam Phi cho rằng Israel đã vi phạm nghĩa vụ được quy định trong Công ước về ngăn ngừa và trừng phạt tội diệt chủng. Nam Phi nêu trong đơn kiện, Israel đã, đang và có thể tiếp tục gây ra thêm các hành động diệt chủng chống lại người dân Palestine ở dài Gaza. Nói thêm rằng, Israel hành động với mục đích hủy diệt người Palestine ở dài Gaza. Nam Phi cũng yêu cầu ICJ có các biện pháp bảo vệ người dân Palestine khỏi những tổn hại nghiêm trọng không thể khắc phục từ các hoạt động quân sự của Israel. Bên cạnh đó, mức độ cảnh báo an ninh với người Israel tại nhiều quốc gia phương Tây đã tăng từ cấp độ 1 các biện pháp phòng ngừa cơ bản lên thành cấp độ 2 các biện pháp phòng ngừa tăng cường. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cũng cho rằng thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cần bị xét xử vì cuộc chiến chống người Palestine ở Gaza phát biểu trong cuộc họp của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo IOC tại thành phố Istanbul, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, nước này đang tiến hành các thủ tục pháp lý cho việc xét xử Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Trước đó, hãng tin Reuters dẫn lời Tổng thống Mỹ Joe Biden nhận định Israel đang bắt đầu đánh mất sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế sau khi nước này ném bom vào Gaza, khiến hàng nghìn thương dân Palestine thiệt mạng. Phát biểu tại sự kiện gây quỹ tranh cử ở Washington, ông Biden nêu rõ họ, tức Israel, đang bắt đầu mất đi sự ủng hộ. Tổng thống Biden cũng cho rằng, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cần phải thay đổi chính phủ theo đường lối cứng rắn hiện nay của Israel. Theo ông, chính phủ Israel không muốn giải pháp hai nhà nước, hướng đi mà Washington đã kêu gọi thúc đẩy sau khi xung đột Hamas-Israel nổ ra. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng thừa nhận, mặc dù Mỹ ủng hộ mục tiêu của Israel tiêu diệt Hamas và giải cứu con tin giữa hai bên tồn tại bất đồng quan điểm về việc quản lý Gaza sau khi kết thúc chiến tranh. Ông Netanyahu tuyên bố Gaza sẽ không thuộc về Hamas hay phong trào pha tàn của tổng thống Palestine Mahmoud Abbas khẳng định sẽ không cho phép Israel lặp lại sai lầm của hiệp ước Oslo năm 1993, theo đó giao cho người Palestine quyền tự chủ hạn chế tại bờ tây và Gaza. Ngoại trưởng Palestine Riyad Al-Maliki cũng cáo buộc Israel sử dụng nạn đói làm vũ khí chiến tranh chống lại khoảng 1 triệu người ở dài Gaza. Phát biểu tại hội nghị ở Geneva nhân sự kiện kỷ niệm 75 năm tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, Ngoại trưởng Riyad al-Maliki nói, như chúng tôi đã đề cập, có ít nhất 1 triệu người Palestine ở dài Gaza. Một nửa trong số đó là trẻ em, đang chết đói không phải vì thiên tai hay vì thiếu sự hỗ trợ hào phóng đang chờ đợi ở biên giới. Không, họ đang chết đói vì Israel cố tình sử dụng nạn đói làm vũ khí chiến tranh chống lại người dân bị nước này chiếm đóng trong động thái phản ứng, một quan chức của Israel đã thẳng thừng bác bỏ cáo buộc này khi trả lời hãng tin Reuters. Chương trình lương thực thế giới của Liên Hợp Quốc ước tính một nửa trong tổng số 2,3 triệu người ở dài Gaza đang rơi vào hoàn cảnh thiếu ăn. Trong thời điểm Israel mở rộng chiến dịch tấn công ở các khu vực phía nam của dài Gaza nhằm đáp trả vụ tấn công của phong trào Hamas hôm 7 tháng 10. Trong khi đó, Liên Hợp Quốc cho biết, Trung tâm Vệ tinh của Liên Hợp Quốc, UNOSAT, xác định rằng 18% cơ sở hạ tầng của Gaza đã bị phá hủy kể từ khi xảy ra cuộc xung đột giữa phong trào Hamas và Israel. Thông báo của UNOSAT cho biết, thông tin trên được đưa ra dựa trên ảnh vệ tinh chụp được hôm 26 tháng 11. Thông báo nhấn mạnh, tính đến ngày 26 tháng 11, UNOSAT đã xác định được 10.049 công trình bị phá hủy, 8.243 công trình bị hư hỏng nặng và 19.087 công trình bị hư hỏng vừa phải. Tổng cộng 37.379 công trình bị ảnh hưởng. Điều này tương ứng với khoảng 18% tổng số công trình ở giải Gaza. Những phát hiện này nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết phải ngừng bắn ngay lập tức và hỗ trợ để giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo đang gia tăng ở giải Gaza. Tác động đến cơ sở hạ tầng dân sự là rõ ràng, với hàng nghìn ngôi nhà và cơ sở vật chất thiết yếu bị hư hại. Ông Abu Ubaida, phát ngôn viên của lữ đoàn al qassam cánh quân sự của Hamas đã đưa ra tuyên bố trên vào hôm 28 tháng 12 liên quan đến chiến dịch ngày 7 tháng 10, trong đó các nhóm kháng chiến Palestine đã tiến hành cuộc tấn công lớn chưa từng thấy vào Israel, giết hại 1.200 người và bắt giữ hàng trăm người khác làm con tin. Ông nói, vào ngày 7 tháng 10, chúng tôi đã giáng một đòn thế kỷ vào nhà nước Do Thái. Phát ngôn viên của lữ đoàn al qassam tuyên bố, Ưu tiên của chúng tôi là ngăn chặn bạo lực chống lại người dân ở Gaza và chấm dứt nạn diệt chủng đối với họ. Trước đó, Tham mưu trưởng Israel Hezi Halevi nói với các phóng viên trong một tuyên bố trên truyền hình hôm 26 tháng 12 từ biên giới Gaza rằng cuộc chiến với Hamas sẽ tiếp tục trong nhiều tháng. Halevi nói, không có giải pháp thần kỳ nào, không có con đường tắt nào để tiêu diệt một tổ chức khủng bố, chỉ có chiến đấu và quyết tâm và bền bỉ chúng tôi sẽ với được đến giới lãnh đạo Hamas dù phải mất một tuần hay vài tháng. Các hành động của Israel đã tăng cường vào dịp Giáng sinh, đặc biệt là ở khu vực trung tâm ngay phía nam tuyến đường thủy theo mùa chia đôi giải Gaza. Quân đội Israel yêu cầu dân thường rời khỏi khu vực, mặc dù nhiều người cho biết không còn nơi nào an toàn để đi. Tuy nhiên, theo The Wall Street Journal, dẫn lời Phó Chủ tịch Đảng Likud cầm quyền và cựu đại trưởng thường trực của Israel tại Liên Hợp Quốc Danny Danone đăng tải, chính phủ Israel sẵn sàng thảo luận về việc thực hiện giai đoạn đầu tiên trong kế hoạch do Ai Cập khởi xướng nhằm giải quyết cuộc xung đột giữa người Palestine và Israel ở giải Gaza. Giai đoạn đầu tiên của kế hoạch bao gồm việc thả các con tin Israel đang nằm trong tay phong trào Hamas để đổi lấy các tù nhân Palestine. Ông Danny Danone nói, giai đoạn đầu tiên là chúng tôi muốn bắt đầu thảo luận về những gì chúng tôi mong muốn trước đó. Sự sẵn sàng của Israel theo sáng kiến của Ai Cập được quyết định bởi thái độ nghiêm túc đối với bất kỳ cơ hội nào cho phép thả tự do con tin đang bị giam giữ. Tuy nhiên, ông Danny Danon nhấn mạnh rằng chính phủ Israel sẽ không cho phép bất kỳ sự tham gia nào của phong trào Hamas vào tương lai của giải Gaza. Chúng tôi phản đối việc Hamas trở thành một phần của bất kỳ thỏa thuận nào trong tương lai của giải Gaza. Trước đó, đại sứ Palestine tại Nga Abdel Hafid Nofa cho biết nước này ủng hộ đề xuất của Moscow tổ chức hội nghị hòa bình với sự tham gia của các tổ chức quốc tế. Cụ thể, các thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Liên đoàn Ả Rập và Tổ chức Hợp tác Hồi giáo sẽ tham gia cùng tìm kiếm cơ hội giải quyết cuộc khủng hoảng đang diễn ra ở giải Gaza. Thưa quý vị, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 29 tháng 12 đã phê duyệt việc bán đạn pháo và một số thiết bị liên quan cho Israel mà không cần quốc hội ra soát lại. Số đạn pháo và thiết bị Mỹ bán cho Israel lần này có giá trị khoảng 147 triệu đô la Mỹ. Giới chức Mỹ từng sử dụng điều khoản khẩn cấp để duyệt bán gần 14.000 quả đạn pháo xe tăng 120 mm trị giá 106 triệu đô la Mỹ cho Israel hồi đầu tháng 12. Các lô đạn nói trên được bán cho Israel trong bối cảnh nước này đang triển khai hoạt động quân sự nhằm vào giải Gaza để trả đũa vụ tấn công ngày 7 tháng 10 của Hamas. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Mọi quốc gia có trách nhiệm sử dụng đạn dược phù hợp với luật nhân đạo quốc tế. Bộ này cũng nhận định tình huống khẩn cấp hiện tại đòi hỏi bán vũ khí ngay lập tức cho chính phủ Israel, do đó bỏ qua quy định chờ quốc hội xem xét. Lô đạn và các thiết bị liên quan mà Mỹ dự kiến bán cho Israel có trị giá 147,5 triệu đô la Mỹ, được lấy từ kho của lục quân Mỹ. Được biết, ở Israel, có nhiều nhà kho được bảo vệ chặt chẽ và chứa vũ khí trị giá hàng tỷ đô la Mỹ thuộc sở hữu của chính phủ Mỹ. Theo tờ The Guardian, từ lâu, các nhà kho vũ khí này luôn là một bí mật và là một phần trong số lượng vũ khí dự trữ của Mỹ ở Israel, nhưng ít được biết đến. Tuy nhiên, kho vũ khí này đang phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ khi chính quyền Mỹ ngày càng chịu nhiều áp lực vì hỗ trợ Israel bán phá Gaza. Kho dự trữ này lần đầu tiên được thành lập vào những năm 1980 để nhanh chóng cung cấp vũ khí cho lực lượng Mỹ nếu xảy ra bất kỳ cuộc xung đột nào ở Trung Đông. Tuy nhiên, dần dần trong một số trường hợp nhất định, Israel đã được cấp phép sử dụng vũ khí Mỹ trong các kho đó. Hiện nay Israel dường như đang nhận được đạn dược từ kho dự trữ của Mỹ với số lượng đáng kể để sử dụng trong cuộc chiến ở Gaza. Vấn đề là hầu như không có sự minh bạch khi rút vũ khí các cựu quan chức mỹ nắm rõ thông tin về những hỗ trợ an ninh mà mỹ dành cho israel đã nói về cách chuyển vũ khí cho các kho này cho lực lượng phòng vệ israel idf theo họ cách này khiến vũ khí mỹ không bị công chúng và quốc hội giám sát cụ thể một cựu quan chức cấp cao của lầu năm góc nói về mặt chính thức đó là thiết bị của mỹ để mỹ sử dụng nhưng mặt khác trong trường hợp khẩn cấp ai có thể nói rằng chúng ta sẽ không đưa cho họ chìa khóa nhà kho có nhiều lo ngại rằng Israel ném bom Gaza một cách bừa bãi. Khi số người thiệt mạng vượt 20.000 ở Gaza, Mỹ đang phải đối mặt với những câu hỏi về số lượng và chủng loại bom mà nước này đang cung cấp cho Israel, cũng như tỷ lệ được cung cấp thông qua kho dự trữ bí mật. Tại Mỹ, các nghị sĩ đã nêu quan ngại về các đề xuất của Nhà Trắng nhằm nới lỏng các quy định về các loại vũ khí trong kho dự trữ, như bỏ mức trần chi tiêu cho việc bổ sung vũ khí và giúp lầu năm góc linh hoạt hơn trong việc lấy vũ khí ra khỏi kho. Theo ông Joe người gần đây đã từ chức tại Bộ Ngoại giao Mỹ để phản đối Mỹ tiếp tục hỗ trợ vũ khí sát thương cho Israel, những thay đổi được đề xuất đối với kho dự trữ là một phần trong nỗ lực của chính quyền tổng thống Joe Biden nhằm tìm ra những cách mới để cung cấp vũ khí cho Israel. Nói về các cuộc thảo luận nội bộ của Mỹ vào tháng 10, ông nói Nhà Trắng đã cấp bách tìm kiếm mọi thẩm quyền hợp pháp có thể để đưa vũ khí cho Israel càng nhanh càng tốt. Không chỉ riêng Israel, mà từ lâu Mỹ cũng là nước viện trợ dồi dào cho Ukraine. Mới đây, theo Bộ Ngoại giao Mỹ, lô viện trợ cuối cùng cho Ukraine trong năm nay có giá trị 250 triệu đô la Mỹ, bao gồm đạn và các thiết bị cho hệ thống phòng không, rocket cho pháo và lực HIMARS, đạn pháo 155 và 105 mm, đạn chống tăng và hơn 15 triệu viên đạn súng bộ binh. Gói viện trợ cuối cùng được công bố khi Quốc hội Mỹ đang gặp khó khăn trong việc phê duyệt nguồn vốn mới cho Ukraine. Dự luật nhằm cung cấp viện trợ 60 tỷ đô la Mỹ cho Kiev của Nhà Trắng đã bị Thượng viện Mỹ chặn. Đảng Cộng Hòa yêu cầu chính quyền kiểm soát nhập cư chặt chẽ hơn ở biên giới phía Nam Mỹ để đổi lấy việc phê duyệt hỗ trợ Ukraine. Trước đó, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói số tiền hỗ trợ cho Kiev sẽ cạn kiệt sau đợt viện trợ vũ khí lần này. Ông John Kirby nhấn mạnh, khi việc đã hoàn tất, chúng tôi sẽ không còn tiền. Ukraine vẫn cần sự giúp đỡ của chúng tôi và đã đến lúc Quốc hội Mỹ phải hành động và đứng lên bảo vệ tự do, dân chủ cũng như lợi ích an ninh quốc gia Mỹ. Đây là vấn đề có vai trò rất quan trọng. Reuters vừa qua đưa tin, Mỹ anh, Đức và Pháp ngày 28 tháng 12 ra tuyên bố chung lên án việc Iran gia tăng sản xuất uranium được làm giàu ở mức độ cao với độ tinh khiết lên tới 60%, gần với mức được sử dụng làm nhiên liệu vũ khí hạt nhân. Trong tuyên bố, bốn nước không đề cập hậu quả Iran có thể phải đối mặt khi tăng sản lượng uranium như trên, nhưng kêu gọi đảo ngược quá trình này và nhấn mạnh họ vẫn cam kết thực hiện một giải pháp ngoại giao cho tranh cãi về chương trình hạt nhân của Tehran. Mỹ cùng các quốc gia phương Tây cho rằng việc Iran tăng mức độ làm giàu uranium lên 60% là bước leo thang mới nghiêm trọng hơn trong chương trình phát triển hạt nhân của Iran và không thể biện minh là vì mục đích dân sự. Tuyên bố trên được đưa ra chỉ hai ngày sau khi IAEA công bố báo cáo cho biết Iran đã tăng sản lượng uranium được làm giàu ở cấp độ cao sau một thời gian giảm sản lượng từ giữa năm 2023. Theo báo cáo, từ cuối tháng 11, Iran đã tăng lượng urani làm dầu 60% lên khoảng 9 kg một tháng, tăng 3 kg so với hồi tháng 6 và quay trở về mức sản lượng của nửa đầu năm 2023. Hồi tháng 6, Iran thông báo về các cuộc đàm phán gián tiếp với Mỹ và nêu điều kiện giảm tốc chương trình làm dầu urani. Sau đó, vào tháng 8, khi hai nước đạt được thỏa thuận trao đổi tù nhân, Iran cam kết không làm giàu ở mức trên 60% và hợp tác với các thanh sát viên của IAEA. Đổi lại, Washington sẽ không siết chặt các lệnh trừng phạt kinh tế với Iran, dỡ bỏ phong tỏa đối với tài sản trị giá hàng tỷ đô la Mỹ ở nước ngoài của Iran, với điều kiện số tiền này chỉ được dùng vào mục đích nhân đạo. Cấp độ làm giàu 60% thấp hơn mức 90% cần thiết để chế tạo vũ khí hạt nhân, song lại cao hơn nhiều so với mức giới hạn 3,67% mà Iran cam kết trong thỏa thuận đã ký với nhóm P5-1, gồm 5 nước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là Anh, Pháp, Mỹ, Nga và Trung Quốc cùng với Đức năm 2015. Ngày 27 tháng 12, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran, ông Mohammad Eslami khẳng định nước này không làm gì mới mà chỉ đang triển khai các hoạt động theo quy định. Iran luôn bác bỏ mọi cáo buộc cho rằng nước này đang tìm cách sản xuất vũ khí hạt nhân, đồng thời khẳng định các hoạt động liên quan đến hạt nhân của họ chỉ nhằm phục vụ mục đích hòa bình. Tehran khẳng định luôn theo đuổi các biện pháp ngoại giao thông qua các cuộc đàm phán và vẫn tuân thủ các quy định trong kế hoạch hành động toàn diện chung JCPOA. Hồi tháng 9, Bộ Ngoại giao Iran đã bác bỏ các thông tin trên truyền thông cho rằng nước này và Mỹ sẽ tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp trong thời gian tới về việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 và gỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Trước đó, một số cơ quan truyền thông Iran đưa tin, thứ trưởng ngoại giao Iran Ali Bagheri Kani gặp ông Brad Marcus, phó trợ lý của Tổng thống Mỹ Joe Biden và điều phối viên Nhà Trắng về Trung Đông Bắc Phi tại Oman. Các nguồn tin này còn cho biết hai quan chức này tiến hành cuộc gặp nói trên để tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp về việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân. Các quan chức Iran trước đây đã nhiều lần bác bỏ khả năng tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp với Mỹ song tiết lộ vẫn trao đổi thông tin gián tiếp với Mỹ thông qua các trung gian hòa giải trong những tháng qua. Chủ tịch Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran AEOI Mohammad Eslami cho biết, bất chấp các lệnh trừng phạt đơn phương, Tehran sẽ tiếp tục các hoạt động hòa bình trong lĩnh vực khoa học và công nghệ hạt nhân nhằm nâng cao phúc lợi của người dân nước này. Theo hãng thông tấn bán chính thức ISNA của Iran, Ông Eslami đã đưa ra tuyên bố này trong bài phát biểu tại khóa họp thứ 67 của Đại hội đồng Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA. Ông Eslami khẳng định Iran sẽ tiếp tục thiết kế và phát triển các lò phản ứng nghiên cứu hạt nhân, máy gia tốc và hệ thống chiếu xạ theo kế hoạch vì mục đích hòa bình. Theo quan chức này, Iran cũng cam kết tăng sản lượng điện hạt nhân lên 20.000 MW mỗi năm từ nay đến năm 2040 theo ông, Iran vẫn cam kết thực hiện các nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận đã đạt được với IAEA và hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân, đồng thời đã cố gắng hết sức để giúp cơ quan này dễ dàng thực hiện các hoạt động xác minh chương trình hạt nhân của Tehran. Trong khi đó, Mỹ đã nêu điều kiện để khôi phục đàm phán với Iran về vấn đề hạt nhân. Phát biểu họp báo cuối tháng 9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matt Miller nói rằng Iran phải thực hiện các bước giảm leo thang về chương trình hạt nhân nếu muốn tạo không gian ngoại giao với Mỹ. Người phát ngôn này nói thêm rằng những bước đi như vậy cần bắt đầu bằng việc Iran hợp tác với IAEA. Ông Miller nhấn mạnh các bước mà ông đang nói đến như một khúc dạo đầu tiềm năng để nối lại các cuộc đàm phán Mỹ-Iran, dù trực tiếp hay gián tiếp, đều liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, người phát ngôn này không cung cấp thêm thông tin chi tiết. New York Times hôm nay, 30 tháng 12, dẫn lời ông Thomas White, giám đốc cơ quan cứu trợ người Palestine của Liên Hợp Quốc, ở giải Gaza cho biết, một đoàn xe viện trợ của cơ quan cứu trợ người Palestine của Liên Hợp Quốc đã bị binh sĩ Israel nã đạn khi trở về từ phía bắc giải Gaza dọc tuyến đường mà quân đội Israel chỉ định. Ông White nói, nhân viên cứu trợ không bao giờ nên trở thành mục tiêu tấn công cho biết thêm, một chiếc xe trong đoàn đã bị hư hại, nhưng may mắn không có nhân viên cơ quan cứu trợ người Palestine của Liên Hợp Quốc nào bị thương trong sự cố. Theo New York Times, đoàn xe bao gồm các phương tiện được gắn phù hiệu của Liên Hợp Quốc và đang trên đường trở về sau khi chuyển nhu yếu phẩm cơ bản, bao gồm bột mì cho người Palestine ở phía bắc dài Gaza, hiện đang sinh tồn trong cảnh vô cùng thiếu thốn. Phát ngôn viên của cơ quan cứu trợ người Palestine của Liên Hợp Quốc, Juliette Thoma, khẳng định đoàn xe đã thống nhất kế hoạch với quân đội Israel và thông báo tuyến đường dự kiến. Tuy nhiên, quân đội Israel yêu cầu đoàn xe di chuyển theo một tuyến đường khác và đoàn xe đã tuân thủ. Sau đó, vụ nổ súng vẫn xảy ra. Ngày 29 tháng 12, tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Hoa Kỳ, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã nhóm họp để thảo luận về tình hình căng thẳng ở giải Gaza trong bối cảnh bạo lực tiếp tục leo thang ở Trung Đông. Theo Stefan Duzaric, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, Tổng thư ký bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình trạng xung đột leo thang ở Gaza cũng như nguy cơ xung đột lan rộng giữa Israel với phong trào Hamas và các nhóm vũ trang khác, gây hậu quả tàn khốc cho toàn bộ khu vực Trung Đông. Tổng thư ký Guterres cũng lưu ý tới tình trạng bạo lực gia tăng ở bờ Tây khi lực lượng an ninh Israel tăng cường các chiến dịch. Ông cảnh báo các vụ đụng độ giữa người Israel và người Palestine là rất đáng báo động và gây con số thương vong cao. Ngoài ra, các vụ đấu súng qua lại dọc đường xanh đang có nguy cơ châm ngòi leo thang xung đột giữa Israel và Liban, đe dọa gây bất ổn toàn khu vực. Bên cạnh đó, người đứng đầu Liên Hợp Quốc cũng bày tỏ quan ngại trước các vụ tấn công liên tiếp của các nhóm vũ trang ở Iraq và Syria, cũng như các vụ tấn công của lực lượng hậu thị ở Yemen nhắm vào tàu thuyền trên biển đỏ thời gian gần đây. Ông hối thúc tất cả các bên kiềm chế tối đa và triển khai ngay những bước đi nhằm hạ nhiệt căng thẳng. Ông nhắc lại lời kêu gọi, mọi thành viên của cộng đồng quốc tế hãy làm tất cả trong quyền hạn của mình để tác động tới các bên liên quan nhằm ngăn chặn xung đột lan rộng ra toàn khu vực. Ông Guterres cũng một lần nữa kêu gọi đạt được lệnh ngừng bắn khẩn cấp vì mục đích nhân đạo ở Gaza và trả tự do ngay lập tức vô điều kiện cho các con tin. Báo cáo trước Hội đồng Bảo an, trợ lý Tổng thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách các vấn đề về Trung Đông, Khaled Khiari cảnh báo tình hình ở khu vực này đang ngày càng xấu đi ở mức rất đáng báo động, với nguy cơ xung đột lan rộng rất cao. Cả người dân Israel và Palestine Đặc biệt là người dân ở Gaza đang phải hứng chịu những hậu quả khủng khiếp từ cuộc xung đột. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.